Con còn ngồi đó làm gì? Không mau ăn đi, ba mẹ còn có việc phải làm đấy nghe chưa? Nè ăn đi, toàn là những món ngon, món con thích đó, đừng có chê kén nữa. Ờ, mà anh cũng ăn luôn đi. Ừ, anh biết rồi, để anh ăn. Anh cũng bận đi làm nè. Ủa mẹ, sao mẹ không kêu bà lên ăn cùng với mình? Thôi, bà già rồi, ngồi ăn ở dưới là được, không cần phải lên bàn ngồi ăn cùng với mình. Con còn nhỏ, lo mà ăn đi. Nhiều chuyện làm gì, lát hồi mẹ sẽ đem đồ ăn xuống cho bà. Ơ, nhưng mà mẹ ơi, tại sao mẹ không cho bà ở chung nhà với mình? Nhà mình to thế kia mà. Tại sao mẹ lại cho bà ở căn nhà nhỏ phía sau kia thế ạ? Ở phía sau đó, toàn là cây, bà sẽ bị muỗi đốt đấy ạ. Con im đi, con biết cái gì mà nói. Không mau lo ăn lẹ đi. Bà già rồi, bà không tự chăm sóc được bản thân cho mình á. Con biết không? Rồi người bà vừa hôi nữa, ở chung nhà với mình sẽ rất là không có tiện, con biết chưa? Thôi thì cứ để cho bà ở ngoài sau nhà sau, có gì ba với mẹ ra chăm sóc, nó tiện hơn là ở chung nhà với mình. À vậy hả? Ừ, thôi con ăn. Ủa, giờ này mà mẹ còn nằm đó hả mẹ? Vậy ăn đỡ cái mì này đi nè, con không có thời gian nấu ăn, cho nên thôi mẹ ăn tạm mì nha mẹ. Ờ, mẹ tự nhiên hôm nay mẹ thấy mệt ở trong người quá, cho nên là nằm thiên thiếp từ sáng tới giờ. À, con cứ để mì đó đi, xíu mẹ dậy mẹ ăn sao? Hay, chán thiệt, bệnh hoạn tối ngày, đã già cả rồi thì ở trong nhà đi, con có phải bỏ đói mẹ đâu. Suốt ngày cứ ra ngoài giăng nắng trồng ba cái cây linh tinh la ta, nhà mình có nghèo khổ gì đâu mẹ. Rồi bây giờ nằm bệnh nằm đó ai lo? Con còn có công việc của con nữa, đâu có ai rảnh mà chăm sóc mẹ đâu. Thiệt là bực mình hà. Thôi, lo mà dậy ăn mì xíu, con mua thuốc đem về cho. Bây giờ con có việc phải đi ra ngoài. Ủa mẹ, mẹ đã cho bà ngoại ăn chưa? Cho rồi, mày khéo lo. Bà mẹ cho bà ngoại ăn gì vậy? Thì là mì gói chứ là gì? Còn hỏi, ủa sao mà lúc nào mẹ cũng cho bà ngoại ăn mì gói vậy ta? Thì bà ngoại già rồi, ăn chi nhiều, cũng có mập mà không khỏe mạnh được chút nào đâu. Chủ yếu là con còn nhỏ, con nên ăn nhiều chất bổ dưỡng để sau này còn mau lớn biết chưa? Dạ con biết rồi mẹ. À, mà xíu nữa con qua bà ngoại chơi với ngoại nha. Con qua đó làm gì? Bà ngoại già cả rồi. Thì con nhớ ngoại, con muốn qua bên ngoại chơi đó mà. Mẹ nói không có qua, với lại bà ngoại con đang bị bệnh đấy. Con qua đó để mà lấy bệnh bà ngoại à? Ở nhà cho mẹ. Bây giờ ba với mẹ phải đi công việc. Thôi á. Ba mẹ đi rồi thì mình đi ra đằng sau nhà chơi với ngoại. Hay, thật là tội nghiệp ngoại, già rồi mà suốt ngày cứ phải ăn mì. Mình đã đem bánh ngon qua cho bà ngoại. Ngoại ơi, ngoại dậy ăn bánh đi kìa. Con có đem bánh qua cho ngoại đó. Ủa tiếc hả con? Ừ, mà con về bển đi, bà ngoại đang ốm đó, lỡ mất công lây rồi mẹ con lại la. Ngoại yên tâm đi, ba mẹ con đi ra ngoài hết rồi, cho nên con mới lén qua đây chơi với ngoại nè. Mà ngoại bệnh hả, ngoại ăn hết cái bánh này đi sẽ hết bệnh đó nha. Đừng có ăn mì nữa, ăn mì giết bà ngoại như cọng mì luôn. Cái con bé này nói chuyện. Được rồi, để ngoại ăn. Thôi con coi về bển mà học bài đi, ba mẹ con về bây giờ. Dạ con biết rồi, thưa ngoại con về. Con mới đi đâu về đó tiếc? Ơ, con đi xuống nhà sau với bà ngoại. Ai cho con xuống với bà ngoại hả? Ủa, tại bà ngoại là bà ngoại của con xuống chơi với bà ngoại là sai hả? Với lại con đem cái bánh xuống cho ngoại ăn, chứ con thấy ngoại đang bệnh thế kia mà ăn mỗi mì thì làm sao hết bệnh được. Nè Tiết, sao mà con lo chuyện bao đồng vậy hả? Đã bà ngoại đang ốm, con xuống dưới kẻ lây bệnh bà ngoại thì sao? Rồi về lây cho ba mẹ, ba mẹ còn phải có rất nhiều việc làm để lo cho con. Lỡ ba mẹ mà bị bệnh luôn thì sao? Ba mẹ cứ làm quá, bà ngoại chỉ bệnh cảm sơ sơ thôi mà. Ba còn nói mà con còn cãi hả? Con có tin từ giờ sắp tới mẹ không cho con gặp bà ngoại luôn không? Hey, con chỉ đem mỗi cái bánh rồi con lên nhà liền đây. Con đâu có ở dưới đâu mà ba mẹ cứ la con hoài. Thôi thôi thôi, mày thì cãi giỏi lắm. À mà anh này, xíu nữa em có chuyện cần bàn, anh ở nhà đừng có đi đâu nha. Ừ anh biết rồi, bây giờ em đi qua gặp mẹ trước, đợi em xíu. Cho con đi với mẹ ở nhà. Ủa con qua đây có chuyện gì vậy Lan? À dạ, thì con cũng có chuyện mới qua đây kiếm mẹ. Thật ra là con tính bán căn nhà này đi, chứ để cũng không có làm cái gì, kiếm một mớ vốn sau này để dành cho con bé Tiết nó đi du học. Thì đất của con, nhà con thì con cứ bán. Mà bán xong rồi thì má ở chung nhà với tụi con hả? Đâu có đâu má, con đưa má vô viện lão nha. Viện dưỡng lão nha. Chứ bây giờ á, má ở đây một mình cũng vậy, còn tụi con á thì đi làm suốt ngày à. Đó, rồi đâu có thời gian đâu mà lo cho mẹ. Ây, với con bé Tiết nó cũng còn nhỏ nữa, mắc công lại ảnh hưởng tới việc học của nó. Thôi thì con cứ đưa má vô viện dưỡng lão ở đỡ, rồi trong đó có người chăm sóc, có người lo cho má.
con tính đưa mẹ vô viện dưỡng lão hả? Nhưng mà mẹ nhớ con bé tiếc dữ lắm. Thôi thì rảnh con nhớ dắt con bé qua chơi với má nha. Dạ, tất nhiên rồi, dù gì thì nó cũng là cháu của mẹ mà. Mẹ cứ yên tâm đi. Rồi hả, hàng tuần nó nghỉ học, con sẽ dắt nó qua bên viện dưỡng lão thăm má mà. Còn căn nhà này á thì con cần phải bán gấp. Với lại giờ giá cả đất nhà đồ có đang lên, không bán thì phí lắm. Vậy ra má, thôi con về bển. Xíu nữa con đem mì qua cho má ăn nha. Con không còn món khác hả? Ăn mì riết má ngán quá. Trời ơi, có ăn là may lắm rồi má ơi. Nhìn những cái bà già ngoài kia kìa, có con có cái mà người ta phải cho đi ăn xin ăn mày ở ngoài đường bán vé số đó. Con á, còn má ở đây á, con cho chỗ ở rồi hả, cho má ăn ba bữa đầy đủ, má còn chê kén gì nữa. Ăn mì cho nó lẹ nó nha, ăn chi mấy cái chất bổ dưỡng, má cũng già rồi. Thôi con về bển đó. Chuyện với má xong mọi chuyện ổn rồi, má cũng đã đồng ý. Mà mình nói cho có thôi, chứ cũng là đất là nhà mình. Chứ có phải của mẹ đâu mà đồng ý với không đồng ý. Rồi bây giờ em tính sao? Thì tính sao nữa, ngày mai kêu người qua coi nhà luôn chứ sao. Ủa là sao hả ba mẹ? Thì ba mẹ bán nhà, cái căn nhà mà bà ngoại con đang ở đó, để dành tiền, đất đai đen lên, mẹ bán dành tiền sau này cho con đi du học. Vậy là bà ngoại được lên ở chung với ba mẹ rồi với con luôn ha. Làm gì có chuyện đó con gái. Đúng rồi, mẹ sẽ đưa bà ngoại con vô viện dưỡng lão. Sao lại đưa bà ngoại vô viện dưỡng lão? Nhưng mà mẹ, con không cần đi du học đâu. Ba mẹ để dành cái nhà nhỏ đó lại cho con đi. Để làm gì? Nhà mình giàu thế kia, sau này con lớn thì cái nhà này là của con. Cần chi mà để lại cho con cái nhà nhỏ đó? Sao không cần hả ba mẹ? Thì để lại cái nhà nhỏ đó, sau này ba mẹ già, con sẽ cho ba mẹ ở cái nhà nhỏ đó đó. Rồi con, chồng con và con sẽ ở căn nhà bự này. Tại sao con lại có thể nói như vậy được cơ chứ? Đúng rồi, con học hai mà ăn nói như vậy. Ba mẹ là ba mẹ của con, tại sao con lại cho ba mẹ con ở ngôi nhà nhỏ đó, còn con với chồng con thì lại ở căn nhà to? Với lại là ba mẹ, con sẽ chuẩn bị thật là nhiều mì gói và con để dành đó cho ba mẹ ăn hàng ngày. Trời đất, cái con nhỏ này sao mà dám đối xử với ba mẹ mày như vậy hả? Con thấy bình thường mà, sao lại chửi con? Thì con thấy ba mẹ cũng đang đối xử với bà ngoại như vậy. Thì bây giờ con chỉ học theo thôi, thì chẳng phải ba mẹ cũng cho bà ngoại ở căn nhà nhỏ đó sao? Hay là bây giờ ba mẹ bán đi, sau này con cũng sẽ cho ba mẹ vô viện dưỡng lão ở luôn. Đúng không nè? Rồi hả, ba mẹ sẽ được cho con ăn mì gói, được không nè? Giống như là ba mẹ đã cho bà ngoại ăn vậy đó. Sao con lại được không ba mẹ? Bây giờ ba mẹ bán, đừng bán nhà, hoặc là bán sau này con cho ba mẹ ở viện dưỡng lão nha. Em ơi, con mình á, nó nói như vậy thì em cảm thấy thế nào hả em? Em cũng không biết nữa, mà mình cũng không trách nó được. Bây giờ mình đối xử với mẹ của mình như vậy thì nó nhìn nó còn nhỏ mà, nó nhìn như vậy thì nó sẽ bắt chước theo thôi. Ủa mà ba mẹ nói gì vậy? Sao lâu quá, ba mẹ có đồng ý với ý kiến của con không? Thôi, ba mẹ sẽ không đưa bà ngoại vô viện dưỡng lão, mà ba mẹ cũng sẽ bán cái căn nhà nhỏ đó để sau này cho con tiền đi du học, và bà ngoại sẽ lên ở chung với mẹ con mình. Thật không hả mẹ? Rồi bà ngoại có được ăn mì gói nữa không? Không, từ nay ba mẹ sẽ cho bà ngoại ăn chung bàn cơm với lại ba người nhà tụi mình. Dù gì bà ngoại cũng là người thân trong gia đình mà. Như vậy thì con vui rồi. Vậy là từ nay bà ngoại sẽ được ăn chung với lại ba người nhà của tụi mình, không phải ăn mì gói, và sẽ sống chung với ba người mình luôn. Đúng rồi, mẹ xin lỗi vì thời gian qua mẹ đã không tốt. Đợi con xíu, bây giờ con sẽ chạy đi kêu bà ngoại qua đây. Trời ơi, chuyện gì mà con bé Tiết nó hấp ta hấp tấp chạy qua đây kêu má vậy hai đứa? Má ơi, con xin lỗi. Từ nay á, mẹ sẽ ở đây cùng với hai đứa con và Tuyết nha. Con cũng sẽ bán căn nhà nhỏ đó để dành dụm cho bé Tuyết sau này nó đi du học. Con sẽ không đưa má vô viện dưỡng lão nữa đâu. Con sẽ báo hiếu bá. Con xin lỗi vì thời gian qua đã không đối xử tốt, lại còn cho má ăn mì hàng ngày nữa. Con thật là có lỗi. Đúng vậy, con và vợ con cảm thấy có lỗi quá. Má là người đã sinh ra vợ con rồi hả, chăm lo nuôi nấng cho thành người, vậy mà tụi con lại đối xử với mẹ như vậy.
Không có sao đâu. Thôi, giờ cả nhà mình vui là được rồi. Mẹ không giận gì mấy đứa đâu. Ê, vậy là nhà mình từ nay có bà ngoại ở chung rồi. Mỗi ngày con sẽ được nghe bà ngoại kể chuyện. Ta-da, và thế là câu chuyện của chúng ta đến đây cũng đã kết thúc rồi. Và hẹn gặp lại các em ở những câu chuyện sau. Bye bye.